bầu trời sấm chớp ủ ê, khắp trong nhân loại mới đê mê lạnh lùng. Ông điên lại với ông khùng. Ông khùng là thầy, ông điên là đức cử đó. Đến đây mới bá tánh rùng rùng réo kêu. Thiên binh thiên tướng dập nhiều lớp thì cầm búa sách tiều tế kinh. Chừng ni chúng mới giật mình. Rồi rồi, nói trước chỉ cho mình lo, mình chuẩn bị vậy, sau này còn có cái tinh thần là sợ mà mình quên tên đó, âm thanh ba tiếng giật mình quên tên. Còn mình có tu chín chắn rồi là nhớ tên tuổi hết trơn, mới đi thẳng về dự hội hôm qua. Sau này đó, phép thần linh của Đức Di Đà lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Mà cái chu kỳ tới đây là ông ba cho biết 10.000 năm đó. Một muôn tri hậu tuổi người so le. Mà cho hưởng trong đó, tôi mới nói quý vị nhiều người cũng chưa tìm học tới. Đức Bổn Sư nói là trong đồ thơ là cho hưởng 1.000 năm ăn chơi. Ăn chơi ngao du bốn biển năm hồ là tiên nha, chứ không phải kiểu ăn chơi sa đọa như hầm tục mình đâu. Dạ, dạ đúng rồi đó không? Bắt đầu từ đó về sau mới được nghe lời Đức Di Lặc thuyết pháp. Nó trong cái trường đó mở ra ba thời pháp. Thì trong có Phật Thánh Tiên. Trong Tam Giáo là Phật Thánh Tiên đó, ân cần mở đạo, trường ngoại bang phục đáo như xưa. Phật Tiên vận chuyển lọc lừa, chúng sanh ráng nhớ múa dư hội này. Yeah. Hội này mà không ăn chay, không làm hiền lương là khó được. Bởi vì kêu gọi là ráng ăn chay, giữ giới làm lành, bỏ đất bớt đi, bỏ lại màu danh sẽ được Phật độ sanh độ tử. Hứa chắc chắn rõ rệt vậy đó. Mình được hưởng cái diễm phúc cao quý, khó thể là nghĩ bàn hay là so sánh vậy đó. Được trong hai cái thời kỳ, hai lần, một lần là thú hùm xấu, các loại cá mập cá xà đó để sát phạt người hung, nhưng mà mình được kẻ bạo ác hồn mê bất tỉnh dưới sông Thì lĩnh nghĩnh số to, dưới trên con hét con hò, lớp bay rồi lớp chạy dày dò người hung, kẻ bạo ác vô cùng sợ hãi, người lương hiền. Mình tu theo thầy làm lương hiền, chậm rãi bước đi, nhờ ơn các bậc thần kỳ, thương người trung hậu, hộ trì bình an. Thấy ngon lành chưa? Dạ. Rồi cái điều thứ hai, trong lúc tẩy trần nữa đó, Phật mới hiện ra cái tỷ quả thần lung đó. Trong khi sấm nổ nước trào dâng lên đó, Phật trần tiền ngược xuôi trên nước là Đức Văn Thù ngài rước, rồi Phật mới hóa ra là tỷ quả thần lung trùm bao người hiền ở trong cái lòng bàn, cả lành duyên như ở lòng bàn, mà quái chẳng tràn lan nhiễu hại được. Thấy chắc chắn rõ rệt chưa? Hãy tin vững chắc đầy đủ đi, mình cố gắng trao sữa là sẽ có niềm hy vọng. Dạ, dạ thưa ông Sáu, con cũng nghe clip ông hoài, ông cũng thường nói về cậu hai. Cậu hai ông cũng đã có tiên tri Nga sức đau binh gây đại chiến Nhật Tàu chỗ mặt chấm nhân dày. Thì bây giờ Nga sức đau binh đã có rồi, cho nên nó cũng đúng theo lời của cậu hai để mà để dẫn dắt cho anh em để tu hành theo lời thầy dạy. Chứ cậu hai đâu có nói gì phải không ông Sáu? Đúng rồi. Dạ, cho nên cậu hai ông có nói cái kỳ mặt pháp này là kỳ đại xá rồi. Thời mặt pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, còn lại thêm lộng phép che thân. Lần này là dịp thốt trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Cho nên những lời cậu hai nói rất là hay, con rất là kính trọng cậu hai. Đó, rồi là tu một thở là cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thiền to một chiếc sấm ra, tất nhiên chở hết là cả nhà xuống đi. Quá im mấy ông sao? Cho nên cậu hai ông cũng có nói, từ đây cho đến định quyền, biết bao tăng tốc mà dưới miền Á Đông, sang giàu chi nữa mà mong, điểm tô cho lắm như công giả chàng, từ hèn cho đến chỗ sang, biến thiên mấy chút mà tan quang hết rồi, gắng mà làm phước chăn ngôi, nhịn ăn nhịn mặc đặng bồi thiện duyên. Nói những lời cậu hai thiên tri bây giờ nó đã có ở nước ngoài hết rồi. Anh em huynh đệ cứ mắt nhìn ngoại quốc thảm thê đó, Nam Bang cảnh khổ cũng đầy bến tay. Thì bây giờ đó, cậu hai đã thiên tri, thầy đã nói,
đã có hết trơn rồi. Chứ cậu hai thì đâu có kêu mình phản thầy phản đạo đâu. Ở này ai thương thầy mến đạo, một lòng hiền hiếu thảo đừng quên. Long qua ghi đến cho bền, gõ gàng bảy núi lầu đền nguy nga. Nay than thở ta bà thâm cổ, nhưng lực trời, cậu hai em nói, nhưng lực trời cầm sổ định thân, bảo tàng nó phải đáp nhân, hiền lương trả quả thánh thần xét trôi. Đó, thì con thưa ông Sáu, thì những lời cậu hai nói là rất là con nghe mà con thấy con ghê ghê lị luôn. Đúng rồi. Ông kêu mình thương thầy mến đạo đó, như là ông nói cho chiến tranh dịch bệnh đó là nước ngoài trước, khắp thế giới Việt Nam sau chót, mà bây giờ cũng đã có ở nước ngoài hết trơn rồi đó ông Sáu. Hội tí sủ khai thiên tịch địa, còn thầy ông nói chừng nào mới đặng thảnh thơi qua năm tức khởi Phật trời định văn. Vừa qua năm tức khởi thì vào cái năm tí đó, dạ thưa ông Sáu, nó gõ gàng phải không ông Sáu? Ở bệnh dịch đâu mà tự mang đem về cho ở nước Việt Nam chúng ta, nó kẻ chết người la khóc la sùm trong cái năm tí sủ, nó cửa đóng then dài nó cũng đã có hết trơn ông Sáu. Chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đứt đít con trâu phá cổng, đến chừng đó thay phơi trồng đóng ngoài đời hạ quân chết hết còn đâu. Nó ông Sáu thấy không, rồi khi làm một tuần lễ mới đi chợ được lần, nó ông Sáu thấy rõ ràng không, những lời Phật nói không sai một đoạn nào hết. Dạ thưa ông Sáu, giờ trình bày cho anh em huynh đệ nghe. Dạ con ơn công đức ông Sáu nhiều lắm. Con đắc đạo thì cứu an cha mẹ. Dạ, dạ. Cha mẹ thành thì dìu trẻ qua truông, chồng dạ. Nên vợ được nên luôn, vợ thành chồng cũng qua cơn thảm sầu. Dạ, yeah, hay quá ông Sáu. Đầy đủ hết trơn rồi, mình một người tu nó được. Lời của cậu hai phải không ông? Cậu hai. Dạ, ông đọc thì con biết liền. Mình có tìm hiểu và tin tưởng. Dạ. Một lần để ba Hùng lên đây nè, bây giờ đồng đạo thắc mắc chứ những nhiều huynh đệ là hoang mang không biết cậu hai tà hay chánh, tụi nó quý vị bởi vì không có gần gũi những bậc lớn cao đồ của thầy, là ai mà thông hiểu học hiểu bằng ông cả đô là ông thầy Nho đó, mà còn phải phục cậu hai đó. Yeah. Rồi ông Lâm Tuấn Vĩ ở bên Mỹ Hậu Đông phục cậu hai ở cái chỗ là cái khoảng ông, tôi kể mỗi chuyện ông Nguyễn Giác Ngộ đem lên cái bài thi đó, bây giờ trong chuyện mẫu chuyện đạo có ghi đó, bốn câu đó mà không ai giải đáp được cho chỉ cậu hai. Thì thầy đưa cho Nguyễn, thầy nói sao là người nào mà giải được bốn câu thi thì ông nên hỗ trợ cái người ấy. Người ấy là đạo đức quyên tâm rồi, ông còn thiếu sót việc gì trong vũ trụ trời đất hết trơn, thường lắm hết trơn rồi. Yeah. Đâu phải hạng thường. Quý vị thường nghe trong kinh lực nhà Phật coi, chỉ có Như Lai nói Như Lai mới hiểu. Mấy ông nghĩ rằng cậu hai là cư sĩ học thấp, nó hồi xưa ông Di Ma Cật đó. Yeah. Thế Tôn mới kêu lợi hỏi ông Di Ma Cật, mà Di Ma Cật là ai? Là cũng Như Lai ở mười phương. Quý vị nhìn qua, bởi vì nói giải nhận định rõ đó. Cậu hai mới triết ra những cái giáo lý, những giảng kệ của thầy là không có ai triết ra hết đầy đủ bằng cậu hai. Những bậc tài ba cỡ nào đi nữa không bao giờ thấu hiểu nổi lời thầy nói. Thì đó thì những lời của thầy đã nói rồi. Thì bây giờ thì ngày thầy đã đi năm 1947 thì mới tới cái đời của cậu hai. Mà anh em tại người ta không có tin. Đây là thầy ông có ghi lại trong cuốn thi văn nè, mượn sát ra cơ dốc dẫn dẫn đời, bài tỏ cùng ai ngỏ mấy lời, lục châu sao xiến nhân dân khổ, Phật giáo khẳng cầu đặng thảnh thơi. Đó. Thì bây giờ thầy đã đi rồi, mượn xác cậu hai để nói lên cái pháp mà để cho anh em huynh đệ tu hành. Chứ cậu hai đâu có nói gì đâu, phải ông Sáu? Thì Đức rất Thầy cũng nói trong bài Để Chân Đất Bắc đó, nào ta có nói bướng càng về An Văn Tỉnh, rõ ràng ai hay. Yeah, hay quá. Rồi trong bốn bốn câu cậu hai triết ra đó, Phật giáo hòa hảo đó, Phật xuất An Giang. Yeah. Khế vô có ăn khớp không? Yeah. Đủ phép màu giáo truyền hạnh tích nẻo coi sâu, hòa trong sinh chúng giao điều thiện hảo ý đi về kiến Bửu Châu. Dạ, yeah, cái này là lời của cậu hai đó ông. Cậu hai đó. Dạ. Yeah. Coi ăn khớp không ơi quý ăn vị. Ăn khớp quá gì? Ông Sáu ơi. Ráng mà học theo. Yeah. Cậu hai dục thúc mà dữ lắm.
kiển nhà bụi héo bụi khô, còn hai nói rớt nước mắt không, phải đem nước mắt thứ vô cho đỡ cành. Dạ, phần ta đạo lý chưa rành, còn khiêm nhượng cậu hai đó. Dạ. Cậu hai hiểu đâu còn thiếu sót cái gì. Dạ. Thế giới người ta kêu bằng tôn là Phật sống nó qua bên nước Nhật đó. Rồi hãy nghe biết rõ, hổm cái đệ nào lên đây nhỏ nhỏ đã mười mấy tuổi nè, cũng mấy đệ YouTube dắt lại không biết ai ở đâu đó. Mới mười mấy tuổi đó, để sửa đổi lên đi nha. Chứ đừng có bài đặt mà chống đối là bị quở, cái nữa là khó gỡ đó. Trước mắt tôi ở đây nè, ông Tám theo đó, ba theo chứ. Ở trên Mỹ Lương, ông chê cậu hai kêu bằng thằng này, thằng nọ, rồi nói nhục mạ cậu hai đó. Ông nhức đầu có hai bữa, ông chết à. Trên Mỹ Lương nè. Tại nghe thấy ghê hết kìa. Tại cậu hai không phải là cái tánh phàm, nhưng mà các vị chư thần á, ta nóng dữ lắm. Nó xúc phạm người lớn là ta chặt liền. Dạ. Không có để lâu. Cho quý vị biết, đừng có hững hờ. Đứa nhỏ làm gì vậy? Nói cậu hai sao không có? Thì nói cậu hai tà đạo rồi này kia, hôm trước lên với mấy đệ kia, tôi không nhớ ở đâu nữa. Nó để về sửa lại nha. Bỏ đi những ý định đó đi. Nếu mà còn ngoan cố là đừng trách. Bởi vì ngày nay con cũng có cái duyên lành là con gặp được chú Sáu. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lăn la đánh trốn mà buông mồi vĩnh qua, xả thân tìm kiếm ma ha, chẳng nài diễn vọng dẹp tà nơi tâm. Nay gặp bạn chi âm chi kỷ, cho những điều thiện mỹ cổ lai, đừng nên sớm dội là khoai, xe dây cho chặt đằng này thánh linh. Nền đạo đức sắc thinh chớ mến, có thiền từ đưa đến non tiên, cứu người hữu phước thiện duyên, về nơi cõi Phật khỏi miền trần ai, kẻ ác đức khẩu lai khổ thảm, mất phàm trần tường lãm hồ binh. Mấy lời dặn bảo đinh ninh, gắn ghi chạm dạ long đình được xem, mùi đạo diệu gọi nem khó sánh, chốn tà đình xa lánh giảng lai, tu hành nào lựng mặn trai, miễn tâm thanh tịnh gặp ngài an cư. Và con cũng tạ ơn công đức ông Sáu. Ngày nay con cũng gặp cái duyên lành để ông Sáu lên nói sự thật những lời của cậu hai. Và bên thầy đó, đây đi dòng mé biển Cù Lao, lộn đi cũng là lộn lại cũng tao với mày, phải không ông? Đúng rồi. Và đây là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Chữ bất chánh gàng gàng trong giấy là trơn truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành phải gán tầm gia, coi ta nói một đầu chánh kiến. Thì trước hết cuối clip tôi cũng cầu chúc cho anh em huynh đệ đồng đạo sai rằng được thân mến nghe những lời của ông Sáu viên răng. Nếu anh em nào có sai lầm nhắc nhở, đừng có nói gì tới cậu hai nữa. Cho nên cậu hai cũng tha thứ hết. Tại vì lòng Bồ Tát lúc nào cũng tha thứ hết. Thầy cũng vậy. Ai mà biết sớm ăn năn hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng giúp giùm. Thầy không bỏ một ai hết. Tôi mong cầu anh em hãy tỉnh lại để cho nó kịp thời kỳ trong cái hạ quân mà kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quan niệm của mọi người nói chung là tín đồ của nhà Phật thì ước có một ngày đó ngày vui tươi gần đà lúa bóng. Thì những hiện tượng đó thì nó sẽ xuất hiện sau này, nếu một ngày đúng cái chu kỳ thầy trở về thì sẽ có những sự kiện đó cho quý vị thấy hết trơn. Phô bày cho mọi người thấy năm châu biết rõ luôn, chứ không phải cái chuyện đơn giản. Thì trở về tổ đình sau này đó là có những cái băng quân biểu ngữ biểu hiện là thầy đã dạy trong giảng giáo lý, nó có những cái câu thầy đã nói trước cái thời kỳ khi lập đạo, rồi trong đó nó có đầy đủ lập hội phong thần nữa, dựng bản phong thần. Tôi nói những cái sự kiện này là cái cơ quyền. Cái anh bạn đồng đạo ông cũng tu đâu khoảng 50-60 năm á, ông nằm trên ba ông thấy cái tổ đình, cho nên những câu đó tôi còn nhớ, không có ghi nhưng mà vẫn nhớ.
là cộng đồng thưởng phạt cộng lạc tứ phương, xem tường bốn biển tái diễn phong thần. Dạ. Mấy câu đó mấy quý vị kiếm bao giờ có, đó là ngày thầy trở về có đủ hết trơn. Dạ, đúng rồi. Liên đài lộ bóng tháo cổng trần gian, những câu biểu ngữ thành ngữ đó anh còn nhớ kỹ đó. Tôi cũng còn nhớ lưu niệm lại là mấy chục năm nay rồi. Phật mới ban nhân hữu phước, hữu đức, hữu hạnh, hữu duyên. Liên đài đã lộ bóng mới tháo cổng trần gian, cỡ đó là mở cửa hết trơn để cho mình hưởng, cho mọi người thấy có hay không những cái sự kiện đó sẽ đến, dù muốn hay dù không. Quý vị hãy tin chắc rằng lời thầy nói không có một lời nào mà không có hết trơn. Bên kia ông ba cũng nói trong chính bổn, ông ba nói bấy lâu thầy dạy muôn lời, muôn lời hết, lời nào chẳng có khi trời cũng ưng. Thì dần dần sẽ nó có, quý vị thấy rõ hết trơn như ban ngày đó. Nó sẽ đến rồi, sợ e rằng mình làm chưa có tròn, làm không có kịp, cho nên dục thúc, nếu để trễ chày e chẳng kịp, khuya ngay khuya sớm gắng chuyên cần. Mà gần nhất là chúng ta là cư sĩ tại gia, đừng bỏ một thời khóa công phu nữa trên đó, là cũng như khóa sinh đã có đầy đủ điểm rồi, đầy đủ cái chi tiết các cái sự kiện dù lớn dù nhỏ. Thì tín đồ của thầy cũng như là thầy có nói trống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong, mong ngóng mau mau thấy mặt rồng bản hổ danh đề, năm châu bốn biển cho biết thấy mặt người Việt Nam, nó xứng danh người Việt Nam tín đồ Phật giáo ảo, và cái nguồn gốc của rồng tiên, con rồng cháu tiên được trân trọng và hân hạnh trên thế giới năm châu, chưa có nước nào được cái diễm phúc bằng cỡ đó. Sau này sẽ lập hội Long Hoa, là dùng thất sơn bảy núi Long Hoa lập ở nơi nào, nhiều quý vị mới đệ huynh YouTube nói tôi nghe nói hồi Long Hoa vẫn biết, vẫn nhớ nhưng mà không biết cái điểm ở đâu. Thì ông Thanh Chỉ hé lộ Long Hoa đại hội nhà bàn. Tại nhà bàn sau này nè. Đại hội tại nhà bàn. Sao gọi là đại? Đại cái đó cũng biểu tượng cái sự kiện trước mắt. Là chỗ đó là cái dốc của ông Két đó. Nó có cái chữ đại. Cái chữ đại, chữ Nho, chữ Hán đó. Làm cái gì nè. Được cái thứ hai nữa là cửa Ngã Bác. Ngã Bác là chỗ cái dầu bây giờ nè. Cầu Chị Ếch nó có cái hình thể là chữ Bác. Đó là ông ba đứng xét đạo ngay đó đó. Châu Thiên xét đạo dĩ tri năm kỳ. Được vô cửa đó là mình được trân trọng hân hạnh bấy lâu nay. Cái đó là ngọn cái dầu chống lõm cửa trời, người không có đến để đổ về hiền lương phải không? Đúng rồi. Đó là Châu Thiên Đức là cũng ông ba đó. Sau này là rực rỡ là ông ba với Đức Cố. Thì thầy cho biết trong xóm giảng thầy cũng nói là trị tội cho xong rồi ác bạo, nó gây chiến tranh giặc giả đó. Để còn cù cưa là do đây là ở trên sắp đặt. Là trên lại là cha Ngọc Hoàng đó, ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Đúng rồi đó ông. Chứ không ai xử được cái trơn. Thế giới là mới tôn xưng thầy là khùng, mới nói chơi chưa ban hàng phục. Rồi nói cái khoảng hồi nãy để trở lại tôi dẫn một chuyện, sớm trên xuống dưới cùng nhau đốt, khúc giữa phần ta mãi nghe hùng, nghe hùng lỗ nhĩ mãi lùng tung. Thì mấy câu đó Đức Thầy mới hỏi ông Hương Quảng Chiến ở Đồng Tháp, thầy hé lộ thiên cơ đó cho ông biết. Thầy hỏi sớm trên là ai, sớm dưới ở đâu, khúc giữa chỗ nào. Khi đó thì ông Hương Quảng nói bị lúc đó là thầy còn ở tổ đình á. Thì ông Hương Quảng nói đây để biểu tượng ở đây, trên dưới tổ đình không phải. Thầy nói không phải, hé cho ông thấy nè, sớm trên là miền, sớm dưới là Trung Quốc, khúc giữa là Việt Nam.
Cái chiến lược sau này nó vậy đó, Nó giàu quá gọn muốn, gàng hay không sao? giàu muốn hay giàu không thì cũng phải đến giai đoạn đó thôi. Phật đâu có giấu, thầy đâu có giấu, nói hết trơn, việc thiên cơ cùng tỏ hết trơn cho trần hạ tường nơi lao lý. Sợ e mình làm không có tròn rồi mình ân hận, uổng tiếc công trình bấy đến nay, có khó mới khôn, khôn rảnh khó. Dình tâm thiện niệm bớ rau mài, rau mài biết giữ đạo tâm chay, đắc quả thành công cũng có ngày. Trời Phật thương người lo độ tận, muốn lo giải thoát phải tu thân. Bây giờ trước nhất là phải sửa cái thân. Tu thân rồi mới tu tâm, rồi mới là hành đạo. Đúng rồi đó. Chứ đâu phải nói chuyện đi tắt ngang như mấy nhà sư bây giờ lo tu thiền không. Xin thưa rằng quý vị sư nghe dường như đối nghịch, không phải nghịch. Đức Thầy cho biết là thời kỳ này khác hơn thời kỳ Phật Thích Ca. Thầy khẳng định vậy đó. Tu phải nhầm thời kỳ này tu thiền khó đạt lắm. Rồi theo Thời như những lời ông Sáu nói bây giờ là tu thân là những lời của thầy dạy đó rất là chính thầy xác. dạy. Cho nên thầy mới nói là tu thân mau thức tỉnh, tu thân kẻo chạy đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo tan, dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành không mất, cõi Tây Phương chư Phật đây chờ. Nó quá chính xác rồi ông Sáu ơi, những lời ông Sáu khuyên nhủ cho anh em huynh đệ như vậy là quá chính xác rồi. Cái thân mình nó thì mình còn đang sống ở cõi trần nè, mình đừng gây ra tội nó, phải không ông? Thì đúng rồi. Con xin ông nói tiếp cho huynh đệ nghe. Thì tu thân tức là sửa cái thân, mà trong đó nó dính theo đó là Đức Khổng Tử ngài dạy đó, tiên tu kỳ thân mới tiên chánh kỳ tâm. Sửa thân trước rồi mới chinh phục cái tâm sau. Thì cái thân sau cái tâm dậy, nó cái tướng sau thì tánh dậy, hình sau thì bóng đó, chứ đâu có nào khác được đâu, không bao giờ khác. Cái tướng mình tốt thì nó hiện ra cái tâm tốt, tướng tự tâm sanh, tâm tùng tướng diệt. Cái tâm xấu rồi nó hiện tượng là ai không biết, phàm thấy tướng bên ngoài còn biết, Phật Thánh xem thấu triệt đáy lòng. Rõ ràng nói để minh chứng sát đề là hiểu rõ, ai nấy cũng đều nhận thức công nhận là lời Phật nói rất đúng, thầy dạy cũng kỹ càng. Thưa ông Sáu, Thì có nhiều đoạn mà con đọc trong kinh đó mà con nghĩ rằng để lâu lắm rồi con cũng chưa biết ông, mà con chỉ thấy ông trên mạng thôi, con cũng quý mến ông lắm. Cho nên ngày nay con muốn gặp ông để con tìm hiểu một số việc cũng như là Phật nói nói cái đó về phần ông ba cho biết là can chi, nó. Đúng rồi. can và chi. Thì trong bức đồ thơ Đức Bổn Sư cũng nói cái đoạn mà gọi là chuyển luân bát quái của Đức Bổn Sư đó. Gọi là giáp tý ất sửu bính dần đinh mão nhẫn ngơ, đến cơn bất loạn mới đi qua với Đi vàng. qua với vàng. Nó rõ ràng hết đấy ông Sáu. Rõ ràng. Đó là can chi. Sau này. Còn đây là lời của thầy trong cuốn Ghi Văn Giáo Lý. Thưa ông Sáu, cho con hỏi trong cái đêm 30 này, cho nên thầy có ghi trong cái đêm 30 này, con nhắc lại cho mấy đoạn này để cho ông Sáu hiểu, ông Sáu cắt nghĩa cho anh em huynh đệ đồng đạo nghe. Đêm nay mới cũ hiệp hai đàn, xưng nhật lễ này tại thế gian, mèo rồng cao thấp chơi cùng giỡn, đông hạ xưng sang khắp địa hoàng, bóng trăng vắng mặt tối tối hoài, 2 giờ hiệp mặt 2 giờ ai, một đêm mới cũ cùng nhau gặp, thức cảnh thi văn nhã một bài từ cũ mới ngày mai, tiếng pháo xa xa dẫn đúc hoài, dân ta nghèo túng về đạo đức, chơi giỡn đua bơi bể tối ngày, một lúc lâu một tiếng đùng, đúng giờ cũng rước ông bà chung, từ bi 2 chữ ta ngồi tưởng, không có xu mua đốt miệng hùm. Có phải chờ giờ của cha là trong khi thầy năm 1947 thầy có đi, thầy có để lại lòng giảng là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên đức ngọc đế xử phân cho chúng như ông Sáu mới nói hồi nãy đó, có phải chờ đây là còn chờ định cha phải không ông Sáu? Đúng rồi. Về thưa ông Sáu trình bày cho anh em huynh đệ nghe. Giờ mất câu thiên lý dĩ nhiên, nên còn đãi thiên quay nấy lệnh.
Câu thiên lý dị nhiên là sao? Mình theo học sách của Đức Khổng Tử nói là thiên lý dị nhiên. Có nghĩa là người muốn vườn ấy, trời chưa cho vậy cho vậy. Và ai cũng muốn tới cho mau, ai cũng muốn tốt đẹp mà không được. Dù muốn hay dù không, phải chờ đợi lệnh. Vì điên cho đến cái thời còn ẩn dạng cho người cười chê đó. Rồi tới thời kỳ thầy trổ mặt. Trổ mặt sau này đó là cho mọi người thấy năm châu biết. Và trong đó có các chư quan cựu nữa. Sẽ trổ mặt giúp đời để cứu độ chúng sanh kỳ chót. Những ai có căn duyên lành thì lần chót này cuối cùng thầy nói là khi tôi về đó là danh sách nạp là không còn tu thân, không còn là cải sửa gì nữa, bế rồi, cũng như cái khóa học thi là không còn dạy nữa. Từ đó về sau là thì đừng mong hy vọng nữa, thì từ đây còn cái thời gian mình cải sửa là tu tỉnh được, trao dồi được, thì mình đã biết, cũng như là cái sự gấp rút quá, nếu về trễ lâu thôi là không còn cái niềm tin và hy vọng gì của mình bấy lâu nay. Chờ đón, giờ cố gắng đeo đuổi. Vậy cho nên khóa sinh là chờ cái giờ thi chứ chờ gì. Trống chưa thùng gì, sĩ tử vẫn chờ trong đó mình trong. Đúng rồi. Trong ngày đó là phải thi coi biết đậu rớt như thế nào. Và thành đạt trong cái quãng đời quá trình của mình biết nhận thức giáo lý giảng kệ của thầy mà tu theo đạo Phật giáo hảo. Phải cố gắng hy sinh, đeo đuổi, tinh tấn, kiên trì. Dạ, con thấy thưa ông Sáu, con thấy ở bên Trung Đông bây giờ nó giặc giả chiến tranh bây giờ, theo như mẫu chuyện con cũng có nghe qua thưa ông Sáu kể về một số chiến tranh mà thầy đã nói trong mấy cái mẫu chuyện, thưa ông Sáu nói cho anh em huynh đệ nghe, thấy giặc giả Trung Đông bây giờ nó càng ngày càng lớn, dân chúng người ta khổ quá, cơm gạo không có ăn, không Sáu đói khổ quá trần luôn ơi. Đức thầy lúc ở nhà Mộ Thạnh thầy viết bài từ giả bổn đạo, rồi ở trên tổ đình thầy viết bài dặn dò bổn đạo nữa đó. Cuộc lung tung rối rắm trời Âu là bên cái châu Âu bển đó, Trung Đông rồi đó, là gọi là trời Âu, nên còn ngại bước đường trở gót. Tiếng riêng thang tai nghe thảnh thót, trăm ngàn nhà bổn đạo ước mơ là trong chờ thầy đó. Con lạc cha con hỏi u thầy xa tới ngẩn ngơ thương mến. Mà trong thì cũng tốt rồi, nhưng mà trong kiểu cách là cha đi đã dặn rồi mà mình chưa làm tròn. Mấy điều tôi mới kể mỗi chuyện rồi đó, chú hai nói cha đi ra đi, nói giác như thầy ra đi vậy đó. Ở nhà coi trời mưa xuống, con đậy bù lúa, con ôm củi vô cho khỏi bị ướt. Nó coi nhà dột, con sửa sang đâu lành kính lợi. Mà trời mưa xuống rồi, ba điều không làm được điều nào hết trơn. Thì hôm nay trở lại vấn đề thầy đã dặn dò trong tôn chỉ hành đạo. Rồi tám điều đang cấm. Mà không có chấp hành theo bây giờ thời kỳ này, rùng rùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên, làm cho lão nửa phiền nửa tuổi, ước sao mình như củi trên trăng, đặng soi khắp cả dương trần cho người trong tối đặng lặng điển quang, là được hấp thụ cái giáo lý, là cái chân lý nó sáng tỏ đó. Được dính vào trong đó mình ra ánh sáng mới được, không thôi bị trong bóng tối thì mãi làm tội lỗi, chứ không bao giờ làm được cái tốt đẹp được đâu. Phải sáng suốt mới cứu mình, độ mình, rồi bị nhiễm lây là cửu nguyên thất tổ đó, trông chờ mình ngày này giờ này. Thì hồi nọ tôi còn nhớ lại một chuyện thêm nữa là ông Miên Đài đó, thì nói người tu đó, cũng như là khóa sinh học vậy, thi đậu chiếm bảng rồi là dòng họ gia đình cha mẹ mừng đón lắm, còn mình tu mà được tốt đẹp, được mà có tên trong bảng vàng rồi là cửu quyền thất tổ mừng, thất tổ cửu quyền nơi chính suối đó trông chờ mình.
Vì là cái công tu của người sau này lớn lao không thể là nghĩ bàn nổi. Sau này bấy lâu nay kẻ hèn đức sau này được hưởng. Thì theo nhận xét quan niệm thì đệ xưng là cô Nico tu chưa tròn công hạnh viên mãn, cho nên tái kiếp lại kỳ này để trợ duyên cho đồng đạo, cho ba nhà ba tánh. Đó là cũng điều tốt chứ có chi đâu. Nhưng mà thêm nữa, quý vị đừng có gọi là tôn sùng quá mức, là thầy cho biết sau này nó có thể hay hơn tôi nữa đó. Thầy nói câu nói đó thì quý vị biết như thế nào rồi, hay hơn tôi, hay hơn thầy nữa. Mà đúng chân lý thì nên học chứ không phải bôi bác ai, chứ không mình phải nhận định rõ là đúng chân lý, đúng đúng giảng kệ của Phật Thánh Tiên, của Phật Thích Ca, của Đức Thầy và các cái bậc là cao đồ ngày xưa, hay là các cái vị tổ ngày xưa, cần tìm hiểu rõ rệt thì thành phần tà chánh còn đương trà trộn. Người muốn tu phải sớm lọc lừa gạn lừa đó, ráng lọc lừa cho kỹ mà nhờ đạo với lý từ nay nhiều chỗ đâu phải ít. Tam thiên lục bá 3.600 manh mối đạo tạ nó xuống, nó rù quến kỳ này, nó sợ mất theo đạo Phật bỏ bỏ không làm đệ tử của tà giáo được thì nó mất, thành ra nó tranh cạnh dữ lắm. Nhưng mà mình đã có duyên với Phật với thầy rồi là không ai lôi cách gì để tranh. Thì đứa bé này nó còn trải qua một cái giai đoạn là tuổi lớn, nhất là cái tuổi dậy thì, lập gia đình nữa, có thể lập gia đình nữa không sao. Thì mình giống như mình đứng về một cái bậc như là người ông, người cha đi, mình khuyên đứa bé nếu như là như thế nào đúng không sao? Thì tôi đã có chứng nghiệm cái giai đoạn qua rồi. Bé Điều hồi đó đó cũng trước giải phóng đó, bé Điều mới 8 tuổi mà văn thơ thi bài kêu bằng lão thông đó. Rồi khi từ tuổi 20 ra ngoài rồi bắt đầu nhiễm đời rồi gian dở cái sự tu niệm đó, đâu phải chuyện dễ. Cái cảnh này, cái cõi này là cái chỗ thử thách, và cái cõi này là cái cõi mê. Bởi vì trong kinh nhà Phật nói là Bồ Tát cách ấm còn bị ảnh hưởng. Bồ Tát mà xuất hiện ở cảnh ta bà này, ở cái cõi mê này, đâu phải chuyện dễ đâu, cũng bị nhiều khi sai lệch. Trong đó giai đoạn tới chưa có quả quyết rồi khẳng định rằng một lúc một thời nếu cái bậc chân tu rồi là ta trước sau như một, không giờ đổi, đúng rồi. không thay đổi